Em nghĩ em biến anh được thành yêu ma vương thì tự nên soi gương, vì rất lâu rồi em đã là con nhím nhé. Chào em. Vừa mới làm quen với em gái bàn tên, đi với mấy thằng fan đứng cầm pen, em lại đứng cầm pen. Anh nghĩ thằng quần sen hai cầm mấy, em bảo em 18 không tin đến nhà sen. Đừng đi thôi, tao lại đến nhà em, tao dòng sen vào pen. Vừa mới làm quen với em gái bàn tên, đi với mấy thằng fan đứng cầm pen, em lại đứng cầm pen. Anh nghĩ thằng quần sen hai cầm mấy, em bảo em 18 không tin đến nhà sen. Đừng đi thôi, tao lại đến nhà em, tao dòng sen vào pen. Em bảo tao đưa em về nhà mà nhà em ở bên thằng Long. Nhưng có vẻ em không thể chờ nên tao lại tập qua mạng không biết. Tao vừa băng nhưng tao vừa sợ, tao không bảo vệ tao sẽ không biết. Em bảo nàng anh ra chỉ một em, thì hiểu đấy là cho Long biết. Tao chỉ đùa thôi, tao đưa em về nhà và tao là chú vợ hờ. Hai ngón tay tao khuất, khi xuống dây tao lặng lặng chú vợ quân. Em vừa mở cửa ra thấy đôi treo nọ theo cửa qua. Một đôi giúp chị mở loa, người tan tra lớp đó từ xa. She riding, giấy khăn hông duyên rồi trên tường nói em tên là Mai Linh. Giấy khăn lớp 11, did you lying? Dạ cho em mấy cái nhưng em lại khoái, em lại vibing. I'm a trap boy, fuck the bitches, today I die. Với em gái bàn bên, đi với mấy thằng fan, đứng cầm band. Em lại đến gần bên, anh nhìn thấy quần gen, hai cam mấy. Em bảo em 18, không tin đến nhà xem. Đừng rồi đi thôi, tao lại đến nhà em, tao dòng gen vào band. Vừa mới làm quen với em gái bàn bên, đi với mấy thằng fan, đứng cầm band. Em lại đến gần bên, anh nhìn thấy quần gen,